hộ ông Lê Đình Huấn, xã Đắc Ha, huyện Đắc Gờ Long, tỉnh Đắk Nông có 2 hecta bơ 034 trồng xen trong vườn hồ tiêu năm thứ 5. Kinh nghiệm chăm sóc bơ của ông Huấn là sau khi thu hoạch xong, tiến hành dọn vườn, cắt bỏ cành không tốt, sâu bệnh, tạo hình, làm thông thoáng vườn cây. Sau khi thu hoạch xong là gia đình tôi là làm cành và muốn phân tưới nước để chăm sóc cho cây bơ để ra một cây đọt mới để mùa tới để cây bơ tốt hơn và cho thu nhập cho được nhiều hơn. Ông Huấn chia sẻ thêm, sau khi bơ 034 được tưới nước, bón phân sẽ ra đọt non. Nếu giai đoạn này bơ không được phòng trừ sâu bệnh sẽ bị sâu cắn đọt, khiến cho bơ lúc trổ bông bị rệp sáp, bỏ chích hút. Sau này trái không được đẹp, bán không được giá. Vì vậy, việc phòng ngừa sâu bệnh cho bơ giai đoạn này là rất quan trọng. Trước khi ba chỗ bông thì mình đã phun thuốc phòng trừ, và sau khi nó đã hình thành trái thì mình lại thêm một cái đợt phòng trừ cho cái con chích hút, cái con không cắn quả bơ nữa. Thì mình cứ liên tục trong luân phiên, nó tầm khi có bơ một vài tuần đầu thì sau này nó quả bơ nó lớn thì nó mới đẹp được quả bơ. Nhận xét về vườn bơ của ông Huấn, bà Nguyễn Thị Thảo, trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông cho biết, chủ hộ đầu tư chăm sóc vườn cây khá tốt, cây bơ phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, chủ hộ vẫn cần phải chú ý hơn đến việc cắt tỉa cành để cây cơ đọt tốt hơn, đảm bảo năng suất cho vụ sau, đồng thời để các loại cây trồng xen hấp thu đủ ánh sáng, quang hợp được tốt hơn. Trên cơ sở vườn bơ này thì có trồng xen một số cây trồng như là tiêu, rồi một số cây trồng khác. Do vậy mà cần điều chỉnh để cho nó phù hợp cái vấn đề ánh sáng. Tại vì có những cái cây nó sẽ cạnh tranh ánh sáng với nhau, nó ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển. Như vậy thì cần điều chỉnh cho hợp lý. Ví dụ như trong một cái gốc bơ chẳng hạn thì có những cái gốc tiêu nằm trong đó thì hai cái cây nó sẽ cạnh tranh. Như vậy cần điều chỉnh cho nó hợp lý và tạo điều kiện để cây trồng này phát triển và cây trồng khác cũng phát triển và cho hiệu quả kinh tế cao trên một cái đơn vị diện tích. Xin hỏi chuyên gia là cây bơ của tôi hiện nay là thu hoạch xong, cho nên bây giờ là nên bón phân gì và có phải xịt thuốc gì để dưỡng cây bơ để sang năm được năng suất cao? Đối với trường hợp câu hỏi của anh thì là một câu hỏi liên quan đến cái vấn đề mà thắc mắc sau cái thu hoạch bơ 034. Thì đối với trường hợp trong cái giai đoạn này thì bà con thu hoạch xong thì cần thứ nhất là vệ sinh vườn. Vệ sinh vườn ở đây thì có thể ở dưới gốc thì sử dụng trong gốc thì sạch cỏ. Cái thứ hai nữa là cào những cái lá ra. Tiếp theo nữa là cắt những cái cành khô, cành sâu bệnh hại, rồi những cái cành vượt ra khỏi, tức là cách và vận chuyển ra khỏi gốc. Tiếp theo sau khi mà làm những cái bước đó xong thì có thể sử dụng phân hữu cơ để bón. Tức là về liều lượng tất cả mọi cái thì đã có quy trình rồi. Có thể là 20kg, 30kg tùy cây. Đó thì có thể nhìn cây để bón, cây lớn thì mình có thể bón nhiều hơn, cây ít, cây nhỏ thì bón ít hơn. Đó. Là sau khi mà bón phân hữu cơ xong thì là 7 đến 10 ngày sau thì bón phân hóa học. Thì lượng phân cũng có thể tương đối là bà con cũng giống như anh sẽ điều chỉnh, tức là có thể 2 đến 3 kg trên một gốc, trên một lần bón. Và tương tự như vậy thì có thể là sau đến cỡ tháng rưỡi 2 tháng thì có thể bón lại một lần. Và cứ quy trình như vậy thì khi mà cây bơ nó đi cỡ 2 cây đọt thì là nó đảm bảo cái vấn đề cho cái năng suất sau này. Bên cạnh đó thì cần quan sát để phòng trừ một số cái loại sâu bệnh gây hại. Ở đây thì đối với bệnh để ý cái bệnh Phytophthora gây thối rễ là quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là cái bỏ cạnh cựng mà chích hụt cả cái bộ phận non của cây bơ, tức là cả cái lần mà đi cơi đọt thì nó để ý cái vấn đề phun thuốc để phòng trừ các cái loài có cái con chích hút trên các cái lá non, đọt non và chồi non, hạn chế cái vấn đề là để nó chích hụt nó gây lạ, nó quá trình sinh trưởng phát triển nó kém đi. Cho hội chuyên gia thêm là để cây bơ đạt được chất lượng cỏ, để chất lượng quả ngon và thơm để xuất khẩu được thì nên làm bón phân gì và chăm sóc hình thức như thế nào? Trường hợp đối với cây bơ mà đạt các cái tiêu chuẩn xuất khẩu thì bà con cũng cần lưu ý là ở đây thì nó có thể là làm theo các cái chứng nhận. Chứng nhận thì nó liên quan đến cái nhu cầu thị trường của từng nước nào thì sẽ có cái chứng nhận của nước đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái nguyên tắc quản lý thì đối với thuốc trừ cỏ trên vườn là tốt nhất là không sử dụng. Cái thứ ba nữa là mỗi cái nước xuất khẩu nó đề nguyên tắc những cái hoạt chất khác nhau. Do vậy mà bà con cần bám sát vào cái tiêu chuẩn để thứ nhất là khi mà ví dụ tôi xuất đi Trung Quốc
hay là tôi xuất đi Hà Lan hay tôi xuất đi một số nước đấy, thì mỗi nước nó yêu cầu tiêu chuẩn khác nhau, các cái hoạt chất bón khác nhau. Do vậy bà con cần bám sát cái đó và cần đi sâu hơn nữa. Chứ còn thực ra thì ở trên này nếu mà trên vườn sơ cơ bản thì bà con thực hiện theo các cái bước như hồi nãy tôi đã khuyến cáo rồi đó. Ngoài ra thì khi mà chăm sóc thì để ý các cái hoạt chất, và khi mà làm thì phải yêu cầu là sâu bệnh, lưu ý cái vấn đề sâu bệnh, đừng để cái sâu bệnh nó còn tồn dư trên cái quả đó. Đó là cả cái vấn đề quan tâm. Vậy thứ hai nữa là về phân bón, điều chỉnh làm sao hoặc là đưa sử dụng các cái loại phân khi mà vào quả hoặc liên quan đến giai đoạn nào để là vấn đề là tăng cái chất lượng về tỷ lệ bơ ở trong đó thì nó phải đảm bảo. Còn về mà quy trình để quy trình thực hiện một quy trình chăm sóc là một cái quá trình, do vậy bà con cũng cần nghiên cứu tham khảo và các cái cơ quan chuyên môn hướng dẫn quản lý để đưa ra các cái biện pháp trồng nông phù hợp. Quý vị khán giả thân mến, bên cạnh Thanh Thúy lúc này là chị Nguyễn Thị Thảo, trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông. Thưa chị, là được biết sau cái thời gian thu hoạch thì việc cắt tỉa cành đối với cây bơ là hết sức quan trọng. Vậy thì kỹ thuật cắt tỉa cành đối với cây bơ sau giai đoạn thu hoạch thì được thực hiện như thế nào ạ? Kính chào bà con nông dân. Thì đối với trường hợp mà cây bơ sau thu hoạch thì vấn đề cái cắt tỉa các cây cành cũng rất là quan trọng. Mục đích của cái vấn đề cắt tỉa cành là loại bỏ những cái cành vô hiệu, cành khô, cành sâu bệnh để phục vụ cho một cái vụ mùa tiếp theo bội thu. Thì về nguyên tắc thì mình có thể là cắt tỉa các cái cành khô ở trên cây, rồi những cái cành vượt, rồi cành vô hiệu để loại bỏ, tức là những cái cây mà nó, những cái cành mà nó không hiệu quả, và tập trung những cái cành vào những cái cành để cho quả sau này, và mục đích cuối cùng là tạo cho cái vườn bơ có cái năng suất cũng chất lượng tốt. Vâng, thưa kỹ sư, được biết là 034 hiện nay là một trong những loại bơ chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chính vì vậy mà việc chăm sóc bộ rễ của cây bơ trong giai đoạn này cũng được bà con nông dân hết sức là quan tâm. Vậy thì kỹ sư có thể cho biết rõ hơn những cái kỹ thuật đối với việc chăm sóc bộ rễ cho cây bơ trong giai đoạn này ạ? Thì không những cây bơ mà cũng tất cả các loại cây trồng khác thì bộ rễ của cây trồng nó rất là quan trọng. Do vậy mà sau thu hoạch thì bà con cũng cần chú ý quan sát để phục hồi cái bộ rễ cho vườn cây. Và muộn có một cái vụ mùa đồi thu thì đương nhiên cái rễ phải tốt. Thì về nguyên tắc là sau thu hoạch, tại vì thu hoạch bơ xong thì vụ 2 thì cũng khoảng cỡ tháng sau tháng 6, tháng 7 là thu hoạch xong. Thì trong cái giai đoạn mùa mưa thì bà con cũng nên là quan sát để bổ sung các cái dòng phân hữu cơ để mục đích là bổ rễ cho cây. Ngoài ra thì về quản lý về cỏ, thực ra ở đây thì không nên làm cỏ trắng và để cỏ để mục đích là giữ ấm và cho đất. Ngày thứ hai nữa là thoát nước tốt thì tạo cho bộ rễ phát triển tốt. Thì đó là hai cái ý là cần quan trọng bà con cần lưu ý. Việc cân đối lượng nước cho cây bơ ở thời điểm này thì có vai trò như thế nào và cần phải chú ý những gì ạ? Đối với trường hợp cây bơ sau thu hoạch thì là cái giai đoạn mà trong mùa mưa. Do vậy mà trong cái giai đoạn này thì bà con cần để ý để thứ nhất là chăm sóc, bón phân. Còn cái vấn đề tưới nước thì cũng không cần thiết lắm. Tuy nhiên thì có những cái đợt tiểu hạn hoặc những cái đợt mà nó nặng nhiều quá thì cũng cần bổ sung cái lượng nước cho cây. Ví dụ như trường hợp có những cái thời điểm nó nặng cỡ 15 ngày thì sau 7 đến 10 ngày thì cần phải bổ sung cho cây cái lượng nước là 250 lít trên một gốc, trên một cây, trên một lần tưới. Bên cạnh đó thì sau khi mà kết thúc mùa mưa thì đối với trường hợp những cái vườn bơ nó không đảm bảo cái vấn đề, tức là sổ đi cơi lá nó chưa đảm bảo, thì cũng cần tưới nước bổ sung thêm dinh dưỡng để cho cây bơ nó sinh trưởng phát triển tốt, và khi đó mình xử lý ra hoa thì đảm bảo cho năng suất và chất lượng tốt. Kỹ sư có thể thông tin một số những cái loại bệnh thường gặp đối với cây bơ ở giai đoạn này được không ạ? Cũng như là cái cách phòng trừ đối với những loại bệnh đó. Cũng là trong cái giai đoạn mùa mưa, do vậy mà trên cái bơ nó gặp một số cái loài đối tượng về bệnh hại, thì nó có cái bệnh và thổi rễ do nấm Phytophthora, rồi có thể là ở trên thân nó cũng sẽ là thổi thân, đó là bệnh chính. Ngoài ra thì đối với trường hợp sâu gây hại thì trong cái giai đoạn này cũng bà con cũng để ý một số loài như là rệp sáp. Cái thứ hai nữa là bọ cánh cứng ăn lá. Cái thứ ba nữa là các cái loài bọ chích hút, nó chích cả cái lá non, cành non ở cây bơ, làm cho cây bơ sinh trưởng phát triển kém đi. Đối với trường hợp nguyên tắc quản lý phòng trừ sâu bệnh trong cái giai đoạn này thì bà con cần thứ nhất là quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng, thứ nhất thăm vườn thường xuyên, rồi bón phân cân đối hợp lý, rồi một số các cái biện pháp canh tác hạn chế cái vấn đề này. Và đối với trường hợp trên vườn gặp một số cái bệnh thì bà con cần xử lý kịp thời. Ở đây thì tôi cũng đưa ra một số cái loại bệnh chủ yếu. Thứ nhất là bệnh Phytophthora gây thổi rễ. Thì khi mà bà con quan sát thì thứ nhất là thấy có hiện tượng, hoặc là thăm vườn thấy những cái vườn nào mà nó ủng nước, rồi cái rễ, cái tức là cái gốc của nó không thoát ra được, thì cũng để ý đến thứ nhất là bổ sung
phân hữu cơ để tăng cường cái vấn đề là tăng cường cái sức chống chịu của nó. Cái thứ hai nữa là có thể sử dụng một số cái dòng thuốc để phòng trừ. Nhưng nguyên tắc của cái vấn đề trồng bơ nữa là thứ nhất là không được trồng âm. Điều kiên quyết, tức là đầu tiên cái vấn đề là không được trồng âm và cái cổ rễ của nó phải hở ra. Còn nếu mà trường hợp bà con mà đã trồng sâu rồi thì có biện pháp kỹ thuật tác động kịp thời để hạn chế cái vấn đề này. Một số loại thực thông thường được xử lý như là bà con không dùng sử dụng á, thì có thể sử dụng một số dòng như là ARS hoặc là Agrifort 400, một số dòng như vậy. Đối với trường hợp mà về các cái loài sâu và côn trùng chích hút thì đối với trên cây bơ 034 thì cần để ý thứ nhất là các cái loài chích hút trên các cái lá non, cành non, chồi non trong cái giai đoạn sau thu hoạch thì cần để ý là cái sâu, cái loài chích hút này. Tại vì là đối với trường hợp cái con này nó sẽ chích các cái bộ phận non của cây, và nếu mà đã chích vào các cái bộ phận non của cây thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển, và các cái bộ tán đi các cái cơi đọt nó sẽ không đảm bảo cho cái vấn đề xử lý ra hoa sau này. Do vậy để ý cái con chích hút này và để phun thuốc phòng trừ. Đối với trường hợp khi mà phun thì sử dụng các cái dòng khuyến cáo, các cái loại thuốc trừ sâu, và thời dư lượng cách phun thì có thể trong một cây đọt có thể phun đến 1 đến 2 lần và mỗi lần cách nhau 7 đến 10 ngày và sử dụng theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Ở thời kỳ sau thu hoạch thì nông dân nên lựa chọn những loại phân bón nào và với liều lượng và cách bón ra sao thưa kỹ sư? Bơ sau thu hoạch thì trước tiên là bà con cần vệ sinh vườn, sau đó là bà con cho phân hữu cơ trước. Mục đích của cái vấn đề hữu cơ để là cải tạo cái bộ đất, cải tạo rễ giống như là khi này đã chia sẻ, thì với liều lượng có thể 20 đến 30 kg trên một gốc, trên một cây. Cũng có thể là bà con nhìn cái vườn cây để cân đổi cái lượng phân cho nó phù hợp, tuy nhiên trung bình thì khoảng như vậy. Và sau khi mà bón phân hữu cơ khoảng cỡ 7 đến 10 ngày sau đó thì có thể sử dụng các cái dòng phân vô cơ để bón. Thì các dòng phân vô cơ ở đây thì lưu ý các cái dòng phân có hàm lượng đạm và lân cao để bón trong cái giai đoạn này để phục hồi cái bộ tán. Và liều lượng thì có thể là 2 đến 3 kg trên một gốc trên một lần bón, và chu kỳ thì có thể cỡ 45 đến 60 ngày bón một lần. Đó là cái cách khuyến cáo mà trên cái bơ 034.